mình đang đi từ quốc lộ 1 là từ bến xe nước mắt thành phố Nha Trang, giờ mình chạy về Ninh Hòa đây.
có thể tiếp ở khách sạn ở lại qua đêm ở nhiều hồ suối mát mẻ. Mà đây thì mình nên đi mùa hè thôi, chứ mùa này mưa gió lên suối rồi nó cũng nguy hiểm quá. Các bạn có thể cắm trại ở lại qua đêm rồi, rất là cảnh đẹp.